nên nói thế nào? Chú mà không nghe thế, em nói cái gì? Ghế bên đây. Còn mật chua đi chợ họ cũng bảo mật chua đi nhà các quả đấy họ lấy nhưng mà chưa tìm mấy nhưng mà hôm nay mưa không biết đi tìm cái gì được nhập quả mật à mưa không biết làm cái gì không biết mưa hiện mật chua đi xem lấy gì này lấy được hôm nay lấy hết đi còn bán lấy tiền dạ. Con lấy cho chú nhé. Đấy, đây một quả. Ui, dây nhiều quá. Rơi xuống bắt đầu nhé. Đi đâu ấy? Có. Con chín đốt à? Con là sắp đầy rồi. À, con lấy cả. Ui, dày quá. Chú ơi, chú ở trên đây nhiều thật á. Ồ, chú làm rơi, quả nó chín hết rồi. Ừ, chín hết rồi. Nhấc hẳn lên đấy. Đấy. Thật thật biết vui vui đổ nhá. Rơi một quả ngoài. Rồi lấy vui về đây cho chú đã. Được rồi.
con à, hay con lấy cái bao cho chú đi nhỉ? Ừ. Cho chú được nhiều một tí, cái này vì nó bé quá. Lại rơi. Đấy, quả là rơi đấy, là chú rồi đấy. Đấy không mà chú rung nó rung là. Đấy không? Quả rơi, chín quá rồi. Quả rơi bắt đầu nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nằm hết đi. Chú ơi, sắp đầy gửi nữa. Nó nặng lắm nhé. Đấy, đấy, ui, sao nó tí nhận tiếp. Khỏe thật đấy nhỉ. Rồi, thật đấy nhỉ. Ơi, ngài. Nặng quá à. Thật chú bắt đầu nhá. Đây nè. Đặt coi chú ơi. Chú làm nó dụng hết con chú xuống dưới nhặt đi, trên này nóng lắm. Bắt chành đi nhá. Để chú nhá. Dùng cho nó rơi hết đi. Rơi không? Rơi không? Rơi. Tránh ngay, tránh ngay, tránh ngay. Chú dùng cái đoạn này. Nhìn nhá. Rơi không? Thật đấy.
này. Ấy, nhiều thật đấy con ạ. Chú lấy giỏi á, chú dùng một phát là dùng hết rồi. Con nhận được nhiều chưa? Một chú đầy một rổ đấy. Nhiều thật đi. Chú nhận giỏi á, chú lớn hơn con mà. Chú già rồi đấy, chưa có vợ đâu. Chú nhận không? Tối ơi, Hiếu, em cũng nhận giỏi thật đấy nhỉ. Đấy, đổi chứ. Chú yêu mà phát đầy luôn như thế này. Nhặt tiếp đi. Nhặt tiếp đi, nhặt tiếp đi. Mệt không? Hết rồi đấy. Đi về nhà cân xong mới bán. Nè, không như vậy trước nhỉ. Nằm, cầm rổ một chút. Như thế. Ui, ui dồi, nặng lắm. Bật quạt đấy nhỉ. Nóng quá, chú treo đi. Con ngồi đấy đi. Chú lấy cân. Ui. Thôi, thôi, thôi. Để cái tí chú bảo đây. Cái gì như này á. Rổ đây. Con lấy cái này. Đấy, đủ một cân rồi đấy, 20. Đấy. Ui, đấy. Thật thật. Đủ để cân tiếp. Không, cũng vậy là. Đấy, một cân. Đấy. Đấy, cầm trang vào từ từ đấy. 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 Được chưa, thằng chú bộng. Mình phải cân như thế này mới không thiện mình, hiểu không? Không thì đến kia họ lại bắt đầu lại làm ồn ào, xong người cân lại người không giảm. Đấy, chú đưa con đi ăn bún nhé. Bán cái này có tiền, con đi ăn bún nhé. Xem tiền có đủ không á. Mình phải chọn một chân chưa được một tí nữa đấy, như thế này được rồi. Để đấy thì tính là chú mới để bên kia đi. Đây. Đấy, lại lấy từ khác.
về là nắng thôi. Chứ chú không sợ gì đâu. Nắng là cũng... Thêm cái này cần 2 đó con. Rồi rồi, bắt đầu buộc. Đấy. Không, để đây thôi. Để thấp. Để cao hơn. Đếm được bao nhiêu cân? Con thử đếm cho nào. Lên á, chú xem nào, người mấy cân đây đây này, đấy cháu cũng vừa, được rồi, từ từ tí nó hỏng đấy, tí tuôn rách đấy. Đi xem một gọn một tí để cho nó mà đây, đây này, tí mới để hết được chứ. Con đi tắt vào đi. Rồi, đi lấy đi. Nặng chứ. Không lấy cân nữa nhỉ. Đốc cái ghế đi, sao mà đi không? Được rồi, để che quả tí. Đây quả như vậy. Không lấy túi của con đi à? Nó không cần nắng lắm. Có tiền lẻ không? Đi. Đi nhanh lên, chú có nặng đi. Đấy để cân mốt bà. Cân mốt. Giờ lấy 5 cân. 5 cân à? Bà cũng theo này.
Rẻ mà em bán rẻ mà. Bao nhiêu đây tiền em bao nhiêu túi của bà ấy? 7 túi. 5 túi à? 7 túi. 7 túi à? Ừ, cái mảng 7 túi. Và... cho đi. Tối rồi rồi, thêm có mua thêm không? Bà cân thử chưa? Cân thử đi. Đúng không? Chưa chuẩn không? Lấy hết tấn quả này chua chua mà nhưng mà nó không chắc. Yeah.
Cẩn thận nóng ấy con nhé. Thank you.
giả quá nhỉ. Đi, đây buồn nhiều quá. Hai con ở đây nhé, để vui cho chú nó đi đấy. Bẩn lắm. Đấy, con ở đây, đây chờ chú. Bẩn lắm con không đi. Con ở đấy chờ chú nhé. Con này xấu. Nắng không? Để cẩn thận đấy. Nóng này con ra ca kia ngồi đi, chờ chú đi. Cắt xong tí xong về chú đầu theo chú về. Không ấn mẹ nó chật sợ. Con ở đây nhá. Chú đi, đi ra kia mát đi.
Đây bạn này. Xấu quá, với lại nó già quá con ạ. Về không? Đi bán không? Nắng này không tìm, không biết đến kia thì... Bán xong mới về. Đường này đấy, đường nhanh nhanh nào đấy. Bà lấy luôn đi bà. Dạ, lấy luôn đó nó. Vâng, vâng. Đây. Túi. Quả năng đấy. Nhớ vào túi được lắm. Cho được rồi. Vâng. Từ bạc người bạn bạc hết chọn ra để bạc đấy mà lấy bạc này rồi à, lấy bạc đấy rồi à. Nếu nhìn nhiều để bạc hàng hóa cho bán 10.000 thôi mà 10.000 nghe ở đấy nhỉ. Quả này đẹp này bà. Quả này nó chưa sâu ở đây trong đâu đây này. Để bà tự chọn nhé. Chọn nhé. Bữa nay 4 cân thì được đấy. 4 cân bà. Được rồi. Bà lấy nhiều ngày mai không được bán lên. Vâng, cho xin nhé. Bà là 2 cân. Bà lấy đủ 3 cân thì còn được. 3 cân hả? Đấy, còn được chứ sao. Quả này nó loại khác. Ngon mà. Cảm ơn nhé. 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 Xếp được cái đấy à? Ôi mà, mày ấy đâu mà này hán chả mà. Không phải không? Ôi, cái này nó sao hóa mà tổ hồn chiếu mà. Lắm mà mờ, ôi cái này ra cũng mờ cái gì ra đấy mà. Được không hả? Bà 10.000 một cân ấy. Vâng. Cho đi cái này.
Để một quả cào. Cái bạc quả này. Có, người lấy à, này, cái này có người lấy chứ. Lấy, lấy. Lấy, lấy. Lấy, lấy. Lấy, lấy. Hai quả này không lấy. Ba cân. Ba cân. Ba chủ cơ, cái này không lấy. Cái này cũng tính luôn. Ba. Cá xin ấy. Đây, đây. Cá cho nó hai bạc. Hai quả. Chào, cảm ơn nhé. Đi lên. Người nó. Vâng. Đã phải quét cái này phải đang ngồi đây tí. Vâng. Nó quá. Đi đâu đi được à? Vâng. Rồi để dọn chỗ cho bảo. Từ ngã nhá, con nhá, ngã quên lại không lấy cái mũ cho con, con giặt đây là cái lô đấy à, à dọa dọa không phải dọa nghe không thấy sao không đây. Quên bố không lấy cho con. À, sáng nay chú của bác ở nhà đấy, bận quá đấy, nóng. Đi, tiền của con cất đi, cởi cái áo này ra. Sáng nay chú của con ấy, mình đi tìm đồ ấy, chú của con dặn bảo chiều gần tối này đi lấy quà của bác Trung lại gửi quà cho con ấy. Đi là đi đấy. Người đây chú bé con, nó tiện lắm, để kia. Ngồi bên kia này thôi. Nghỉ đi đây nhỉ. Hôm nay con ở nhà. Con ở nhà ấy, chú khát đi thôi nhé. Nắng đi. Nhưng mà nắng lắm. Đội mũ. Đội mũ á? Chú thằng quên mũ không đội cho con đi. Đi làm. Khi là đang quên. Ừ. Quên thái quen rồi nhỉ. Mua mà cần như vậy ngõ là chỗ tận tải như vậy ngõ.
Đây là đâu rồi? Xem chú nè, xem có cái gì nè. Lần lần nữa cảm ơn bác Trung nha. Bác Trung tốt thật đấy. Sức này gửi quà cho con nha. Hôm họ vừa gửi xong ăn. Wow. Ui, lại đồ chơi kìa. Bơm là, hôm họ con đây chú mua bơm. À, cái này là cái gì nhỉ? Bánh kẹo. Ta cả bác Trung. Ai là cái này bi đấy nhỉ? Nặng thật. Ở đây, đây, tiền thế. Pin là. Pin. Ta cả bác Trung. Bố cũng cảm ơn bác Trung nhiều bia thật đấy. Trước đây này. Đây à, nhiều bia xem. Bốn lon bia rồi. Nên được chú xem cái này. Mang vào tiền. Tiền đây, đâu? Đây, có cả chồng. Ui rồi. Chú ta trả ơn bác chú. À, xem nào. 130.000. Cảm ơn bác chung chưa? Ta trả ơn bác chung rồi. 130.000. Pin là, nào cất vào đây xong cho vào túi của con lúc nào con gói con, nào, nào. Chú ơi, ta mở mở cho. Đây này quả con đẹp không? Cái bầm, nào. Tiếp đẹp cho thế này này, chú đeo cho. Đây. Ôi, xinh chưa? Đây, không biết từ biết đeo, ơi. Wow. Đang thả tinh tinh. Là cái gì ấy nhỉ? Đâu? À, em chọn đây. Đâu đây là chú ẩn. À, đấy, nhảy đấy con chú. Con thỏ tiếp được chơi nhiều thật đấy. Cái này con. Chú thử xem cái đôi giày này. Con đặt tí kết ra. Cầm tiền của con dây rồi kìa. Cảm ơn bác Trung nè. Chú thử xem. Chú ơi, bật đèn ở đâu ấy? Bật đèn ở cái nút này nè. Ấn. Chú thử xem. Ta không biết. Đây á. Vừa à, phết đây nè. Đẹp. Đẹp thế. Cái này mùa đông để dành mùa đông đi thôi. Đây là đi bẩn ấy. Chú cả đây. À, đẹp quá nhỉ. À, cái này là mình thịt quỳ. Thịt quỳ. Thế vừa đẹp không? Vừa để chú đây. Để khi nào nó lạnh ra để dành. Để dành. Để dành khi nào. Cái tiền của đấy của con đi cất vào túi của con đấy. Ví của con đấy. Con dành đấy, chú không cầm đâu. Gà vào đi. Cái này để dành quá. Chú bóc sữa cho uống nhá. Đang biết rồi. Chơi được. Okay. Này nào, uống sữa đã.
chú bóp đánh cho. Uống nè. Vừa lấy đi choco pie à, sô cô la. Đi kiểu bánh choco pie đấy. Ăn đi, vừa ăn rồi uống đi bây giờ đi. Chú cất cái này. Ừ, ăn ạ, ăn ạ. Chơi xong chuẩn bị đi tắm đi nhá, chơi một tí nữa nhá, chúng ta tiền một con bắt chung gửi cho 130.000 chú để đây nhá, vậy để túi đây để con còn được đồ chơi đấy chứ, chú đi tắm xong chú đi nấu cơm lại con hết chơi à. Sữa quá hết. Sữa bát chung. Thế gì cũng của bát chung nha. Thôi chung bật cái này cho con. Đấy, đẹp chưa. Đấy, đeo vào nhé. Ngon. Hôm nay được bát chung thì sữa cho uống nhỉ. Hôm nay ở nhà nghỉ họ nên đi tìm đồ bán. Cái tiền bắt chung đây. Nào nha. Đây đi tìm cái gì nữa. Người lớn này. Gà đừng vào nhà ghét rồi. Nè. Uống hết đi xem. Đi tìm cái gì. Đấy không? Ăn để lấy. Đừng có theo người nha. Con bỏ bông ra. Không, bỏ bông ra. Để nha. Đó. Đâu? Ra đây, ra đây. Thank you.
thì cái lại nắng to. Đi vẫn đó mất cái chuông luôn. Túi của em chú để vui. Chú lấy con đi con xong cũng ngọt luôn. Ngọt nè đây. Con chở cần gốc tay. Con mới đó. Thế con ở đấy à? Đây chú thấy một quả đây. Con ra đây đi. Muối nhiều đấy. Ơi muối nhiều thật. Ừ, về đây, về đây. Lấy vui với đây chú đưa con đi ngồi kia chờ chú. Lấy vui của con đi. Con chắc kia chú kia mất cục ăn muối nhá. Chờ chờ chú nhá. Thank you.
Con ở đây chờ chú nhá. Ở đây muốn đốt lắm. Mưa đốt nhiều hả? Hết rồi con ạ. Thank you.
Nên quả nào đấy. Lấy thêm nữa, lấy năm nào cũng để tủ lạnh ăn nữa. Lấy 6 quả là 6 quả 20. Không muốn lấy cái dâu này đâu. Không muốn lấy cái dâu này. Thế bỏ đi nhá. Bẻ đi nhá. Bẻ đi nhá. Bẻ cho bẻ. Lắm. Chị thích ăn lắm, để ăn cả lá luôn. Trời ơi, ăn được. 5 quả, 6 quả. Trời ơi, mở bè mẹ đó. 7 quả, 10 quả. Chưa hết. Bằng một tờ. Vâng, cảm ơn nhé. Cứ mở cả cái một quả nhé. Con cứ ở đấy đi. Mang cái này về nhà chồng. Con ra nhà đi. Để lấy cái này chồng. Đấy, giờ trời mưa không trông rồi đấy. Để nó là tạnh nhỉ. Giờ nó cơm ăn. Con lên giường ngồi nhé. Sau khi chú nhặt rau chú nhá. Chú nóng ngừa. Nhặt rau gì ấy? Rau muống với cá mắm của bác Trung nuôi. Thế đồ chơi bác Trung gửi tới. Bầm xong rồi lấy này. Lúc nãy ở chợ vẫn nặng quá. Không, mà về lúc nãy chợ vẫn nặng to về đến nhà nó mưa không chịu mưa. Ăn cá mắm rồi nhé. Cá mắm bé. Bác Trung ơi. Nhé.
bác Trung có gửi cháo cho không? Cháo á? Ừ. Có mà. Bác Trung gửi cháo thì băm cho con nhé. Cứ đấy để buổi sáng ăn thôi. Ừ. Buổi sáng không có tiền mua đồ ăn sáng. Nhặt rau ấy nhỉ? Nó lừa đây xem. Con cứ chơi ở đây đi. Mệt lắm. Nắng lắm. Chú không nhận được. Cái đấy bóp đỡ ngoài tay à? Mềm lắm nè. Cái đấy, thân đấy gọi là cái gì? Gọi là thịt quy. Thịt quy á? Thịt quy là cái gì? Thịt đấy gọi là thịt quy á? Chắc không phải á. Chú chẳng biết cái đấy là gọi là cái gì, tiki cái gì đó. Em tiki mà, bác mẹ tiki. Bác Trung gửi nhiều đồ chơi cho con rồi đấy nhỉ. Chơi trò chơi đi, nấu cơm đi, để chú ăn rồi. Không, đi cái kia ấy, hết pin rồi. Thế để chú thay đây nhá. Cái này phải vặn ra nhé. Đấy, Phải 3 cái này. 3 cái thì... Nhưng mà hết pin thì sao? Hết pin, bác Trung gửi cả pin thay cho con nhé. Đấy. Thì không nhá, không thì con đánh chú chết. Đánh chú chết thì ai ở với con, ai chăm sóc con nữa. Thì con chỉ đang nói, hả, con chỉ nói đùa chú thôi. Con chỉ nói đùa chú hả? Chú biết con nói đùa chú thôi mà. Ta sẽ yêu chú ngờ. Chú quay trong bài trăng mà. À đây. Đấy thấy chưa? Thấy chưa? Cái đấy dùng để nồi chứ. Cái đấy dùng nồi như kiểu cái chảo này này, xong vào đây này, xong cho cua, cá vào đây này, nấu. Chứ đi nhặt sau chứ. Nấu thôi. Nhặt cá. Được không? Cái đấy không nóng được đâu. Cái đấy cũng chắc hết pin nữa, cái hát kè lắm rồi đấy. Được hay pin cho con nhé. Không, tín á, tín á. Đấy, chặt lại vào chứ. Con ở trên má. Con ở đây nhé, chú đi rửa rau nhé. Rửa rau xong nó ăn ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao nóng. Thơm thật. Cho vào này thôi. Con này chuẩn bị đi rửa tay ăn cơm đi, cái cá này sắp chín đi. Đồ chơi cứ để đây tí ăn cơm xong con lại nghỉ tiếp nhé. Con này ăn cơm đi, đi rửa tay đi ăn cơm nhé. Hai đứa con chú lấy chứ. Đang chơi. Ôi, lấy chứ. À, con cứ cái đấy đi để ăn cơm. Con ngồi bên này đi. Chú ngồi bên này xây cơm cho con. Đấy, ngồi bên này đi. Uống một bia ra. Thế cho chú một lon. Không được, một lon cũng được. Để uống tí là sai không trông con đúng không? Cảm ơn bác Trung nhá. Mời bác Trung nhá. Ăn thử cá của bác Trung mà. Cái gì cũng của bác Trung nhỉ. Đây, chúng ta. Ồ, con ăn sợi trái á. Ăn đi, ăn cái này hả? Ăn đi, ngon thật. Ăn cơm bún, chú ạ uống nè. Một lon nữa, một lon nữa. Yeah.
Làm đúa bằng bằng mới gắp được. Từ từ con gắp ăn nữa. Nào cái giờ đồ chơi xong đi ngủ trưa đi mệt lắm. Tập chơi đi, mất rồi đấy, đi chân ga đấy. Ăn cháo thịt vàng nhất con đấy. Chưa được ăn bao giờ? Chưa. Cái này bác Trung gửi cho, không gửi cho con ăn sáng. Chú phải làm hai gói mì tôm mới được. Ăn cơm béo ấy. Một chân.
con này chuẩn bị về ăn đi. Con này về ăn đi. Đúng vậy, con này về ăn. Giờ ăn, giờ bây giờ cũng ăn đi. Ăn sáng đi. Dính hẹn lên. Ăn thật hẹn. Ngon lắm à? Ngon, ăn nhiều à? Được chưa lắm khoai đấy. Chú á, hôm qua chú đi làm họ cho hai đôi bồ câu non chú, của họ nhiều lắm, còn tí nữa ở ngoài ấy, thì nữa chú đi làm cái chuồng cho nó. Nó ăn nó ăn nè, nhìn cái được chú nhá. Làm cái gì không? Làm cái cửa cho nó à. Đây, dao cẩn thận dao đấy con.
được ra ăn á. Ăn trứng à. Mệt thì vẫn lão thôi. Máy hết cả tay. Được rồi. Được rồi, được rồi. Đây. Đấy. Ở đó. Chú đang gọi. Chúng vào tay. Chúng vào tay. Chúng chứ. Để tay xa xa một tí. Để gọi nó con. Tí mình cầm gọn. Đợt xa rau. Không người đấy á. Bên đấy hộ chú nhé. Ây à. Có mưa ruộng ầm ầm nha. Mình chả có ruộng mà làm. Thế này bà chủ về làm hết rồi. Từ bên đấy cho chú. Đấy, làm hai ngăn cho nó. Mai nó để trứng. Mẹ
con chú con bạn trai nó vẫn để được con nhỉ. Cả con cũng da trắng à? Chú không biết đâu. Chuẩn chưa đây? Nào 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 bỏ chân của con đi. Dài quá, dài. Đấy, liền luôn.
Nào nào nào, cẩn thận. Cưa với lại dao của chú. Cẩn thận nhất định đi. Ờ, nóng rồi, vào trong nhà đi.
chú lơ là không hút thuốc. Để làm đi xem. Để quát khắp phòng. Xin nhé, tránh tránh tu hút thuốc. Phải mưa rồi.
Đấy, con ở đây đi. Tí nữa đưa lại cho chú được.
chim non nữa. Nó tự bây giờ nó ăn được. Con này sao không ăn được. Ê ê ê, kéo nó cánh nó gáy đấy. Đây để trên. Mai nó mới bay được. Hai con này ở đây. Đấy vào đi. Vào nhà mới đi. Đấy để nó. Để nó. Để nó. Nó không vào nó quen chứ nhà mới.
không biết con ở nhà nào. Con biết nấu cơm ăn không nhỉ? Con biết con sống tốt hay không? Còn ra hổ chú gửi á đấy ôi hổ nó đỏ quá chín quá dưa hổ à ai dưa hổ chú mong rồi dưa con cua chứ con cua là con bổ được đấy nhỉ có cái này bổ được cái này quả ngô à ngô đúng rồi cái này là nồi hấp có cái gì vào trong một cái đoạn đoạn thì nó chín qua Hiểu, hiểu, cái này, cái này, cái này, cái này.